Alo, Hà Nội đâu ạ? Câu hỏi của tôi thì nói chung là chồng tôi mất từ năm 91 đến năm 96 thì tôi kết bạn với cái anh này ở Quốc Oai. Nhưng mà được có một đứa con gái, năm nay đã 24 tuổi đã có một chồng hai con. Nhưng mà ngược lại đến bây giờ là anh ấy ở nó nhiều cái đúng 20 năm sống với nhau nhưng mà cũng đi thân mất 7 năm, coi như có 13 năm là sống với nhau thôi nhưng mà có cái khó tính mà nó lại có nhiều cái tính khó chịu, tính dắt mắt này nọ hay ăn cụm vặt thế này thế khác thì bảo nhiều lần cũng không được. Đến năm kia là gia đình cũng bớt từ một ít đất thì cũng đã cho anh là 400 triệu để về dưỡng già, về quê dưỡng già. Thế nhưng mà đến bây giờ thì anh ta lại cứ vào để van xin về với vợ con ngoài không ở được thì khó tính quá không ở được cứ vào van xin để vào trong này ở, nhưng mà tôi cứ nhìn thấy anh đấy là tôi lại uất lên lại ngất, ngất xỉu luôn, lại phải đi cấp cứu. Thế à? Thế từ hôm nọ đến nay là 2-3 lần đi cấp cứu rồi thì bây giờ là nhiều chương trình tư vấn cho tôi là xem như thế nào để cho nó. Ông ấy về nhà Hà Nội ông ấy chưa? Về nhưng mà cứ thỉnh thoảng lại vào lại xin lỗi lại ấy, lại điện suốt cứ điện cả thèm nghe máy thì nhắn tin, thế cả nhắn tin lại. Đứa con gái là con của ông ấy à hay là thế nào? Con của ông ấy đấy. Thế còn tập 1 của chị là có con không? Được, có được một đứa con gái đi lấy chồng, còn đứa này thì cũng là con gái thì bắt rể. Bắt ở rể về nhà mình thì rồi, được hai đứa con rồi, một trai một gái rồi, đứa 5 tuổi, đứa 3 tuổi. Thế tóm lại là chị có hai đứa con gái của hai người chồng vâng, đúng không? Vâng. Thế thì cái ông này thì hiện tại đã bỏ nhau chưa? Chưa. Ly hôn chưa? Vẫn còn đi lại, không chưa ly hôn, nhưng mà về ngoài thì kiểu khó tính quá không ở được vợ con. Rồi. Thế bây giờ vào cứ để xin lỗi như ở nhưng mà bây giờ chả biết tại ốm đau hay là bệnh tật hay như thế nào mà tư tưởng hay thế nào nhưng mà cứ nhìn thấy là lại ngất xỉu. Con cái lại đi cấp cứu từ hôm nọ đến nay là 3 lần đi cấp cứu rồi. Rồi. Thì bây giờ nhiều chương trình. Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay tôi 56 ạ. À thế ông ấy thì bao nhiêu? Năm nay 66 ạ. À tức là kém nhau chục tuổi cơ à? Cũng chục tuổi. Chứ mà nhìn ông kiểu gì mà lại nhìn phát là ngất luôn thế. Không biết đây là chắc là ông ấy cũng nhiều cái, ông ấy chui con ông thế này thế khác cho nên là ngày tôi cũng bảo rằng thôi thì ở đâu thì ở hẳn, nếu mà ở trong này thì ở hẳn mà ở ngoài thì ở hẳn. Ông ấy bảo rằng tao không ở hẳn được, tao là quan trưởng, tao ở đâu tao thì chạy đi chạy lại, mà nếu mà thế thì không có ai có trách nhiệm đâu. Quan ngoài nó không có trách nhiệm, quan trong không có trách nhiệm, ở trong này thì ở hẳn, thì trong này thì con này trong này lo. Ông bảo thế, xong thế là ông ấy rùng ông bỏ về xong một dạo lại và xin lỗi. Ông thế là đâm ra thì ông ấy xui con, ông bảo rằng là đấy mẹ mày không muốn cho tao ở nữa, cho bố ở nữa thì mẹ mày đuổi rồi, thì còn chúng mày ấy thì có ở hỏi mẹ mày xem làm nhà cao cửa rộng đấy mà có cho ở thì cho, mà không cho ở thì nói chung chúng mày thuê đem nhau ra ngoài kia mà thuê nhà mà ở tháng đưa con cháu về thăm bà một lần là được. Thế là từ lúc hôm đấy là con cái nó cứ đối xử thế này thế khác cho nên là nó ức nhiều cái quá. Ông ấy cũng có nhà có cửa bên nội của ông mà ông lại con trưởng, thế sao chị không về bên ấy mà ở? Không, mình có cưới xin gì đâu, chẳng có ông cứ đi vào đây thôi. À không cưới xin à? Không, kiểu đi theo mà kiểu như mình là lễ đi, hai của ông ấy đi, kiểu như thế. À thì ông vẫn là còn vợ một à? Còn vợ một, còn con cháu. Ôi giời ơi, thế mà tại sao lại hồi trước lại dại dột thế? Ôi giời ơi, không biết mà, ông ấy cách nhau khoảng mấy chục cây thì ông mà là ông ấy vợ ông ấy chết này nọ thì ai biết đâu. Lúc đấy thì xe chẳng có mà đi mà đâu tìm hiểu này nọ, cho nên nó mới vướng thế. Bây giờ nhiều chương trình là tư vấn hộ. Bây giờ năm mươi mấy tuổi mới cảm thấy là dại dột đúng không? Đúng rồi, bây giờ biết dại dột thì còn gì. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng ạ. Rồi, vâng, xin chào chị. Vâng, xin chào anh Đinh Đoàn ạ. Cũng thấy vất vả quá nhỉ. Vâng. Đáng lẽ thì mình rất là vui vẻ đấy. Mà thậm chí nghe chị nói là kinh tế của mình cũng không khá đấy. Ông ấy cũng chả phải là chồng gì, gọi là cũng chỉ theo vậy thôi, biết ông ấy cũng có vợ, có con rồi. Thôi thì ông trời ông cứ đẩy vào rồi cuối cùng thì cũng có với người ta được đứa con. Thôi thì chẳng phải là vợ là chồng nhưng mà ăn ở với nhau mấy chục năm rồi, cũng có con với nhau, giờ cũng thành có cháu rồi thì nó cũng là cái nghĩa. Nếu mà xét về mặt lý thì đúng là ông không phải là chồng, đúng không? Về gọi là tình thì rõ ràng là đã ăn ở với nhau mấy chục năm, cũng chung lưng đấu cật khó khăn. Bà vợ cả của ông ấy có già, có xấu không? Cũng đều tuổi với ông đấy. Ừ, thế hả? Cũng bà 66 ạ. Này thế ví dụ ông ra ngoài này ông ở với mình thì ông ăn tàn phá hại lắm à? Ngoài ăn trộm ăn cắp mình quản lý rất kỹ cái tiền đi thì ông còn phá gì nữa không? Ôi dồi ôi, khó tính lắm anh Đoàn ơi. Khó gì? Ăn cơm bữa trưa mà còn thức ăn tối đun lại không bao giờ ăn. Ừ, sang chảnh mà không ăn đồ ăn thừa ăn đúng không? Bữa nào đi bữa đấy kiểu như thế, mà khó tính nhiều cái mà hay chấp phạt.
Dâu về là thế này thế khác cho nên nó này nói thế chuyện lắm. Cái cô con gái mà gái với ông ấy đấy, nó có tình cảm với bố nó không? Nói chung chắc là cũng có cho nên nó mới nghe thì nó về nói mình, nó về nói mình. Đấy, mình phải nhớ thế này này, mình ghét thì ghét nhưng mà nhớ rằng con gái của mình nó vẫn thương bố nó đấy, chứ bây Vâng. giờ nó vẫn biết là thôi thì nó là vợ lẽ con ăn thêm, nhưng mà có máu có sót mà nó cũng lấy Vâng. chồng, nó lớn rồi, nó biết, nó thương bố nó. Vâng. Cái việc mà ông ấy chạy qua chạy lại cũng được, 60 mấy tuổi rồi, 66 rồi. Cũng già rồi ấy, và cũng phải thay Vâng. đổi cái cũng tuần hay là 2 tuần ra chơi đôi ba ngày rồi lại về bên kia với lại bà cả với các cháu, tôi nghĩ cũng được. Thế còn cái Ôi việc rồi. mà chị cứ nhìn thấy chị ngất ấy thì tôi nghĩ rằng là không biết là mình có cái bệnh gì không, có bao giờ định sức khỏe tổng thể được không, ăn được ngủ Em được khám làm được. rồi, em đi đủ khám rồi, có huyết áp cao với tụt canxi máu đấy, với lại tiền đình đấy, cho nên là cứ thấy như thế là nghĩ một cái là lại ngất luôn. Thế à? Thế thì bây giờ thì Đấy. mình thì làm cái gì? Có cấy cày gì không? Trồng trọt gì không? Chăn nuôi gì không? Không ạ, nhà em không cấy, không cày, không trồng trọt gì ạ. Mình làm gì? Em nói chung là em được bề trên cho đi làm phúc thôi. Thế à? Vâng, thầy Mình bói, hôm nay như thầy bói đi. à, vừa bói vừa cúng con lộc đúng không? Thế mình Vâng, thế vâng. cho nên ban nãy tôi mới giật mình, tôi bảo trời ơi, cho ông ấy 400 triệu để ông về ông ấy bồi dưỡng vài năm ông hết, bao giờ ông lại ra ông ấy moi nữa. Chắc là cũng có thể ông ấy nhìn thấy bà vợ kia thì cũng bằng tuổi ông, 66, vừa già vừa xấu, thế vì ở chán rồi, mình thì cũng nói thế cũng còn trẻ hơn, lại còn đi đây đi đó, cho nên nhận thức hiểu biết ăn nói chị nói sảng sảng ấy đúng không, thế và mình giao tiếp nó rộng, xong là chắc là kinh tế mà ông cũng nhìn thấy có đồng ra đồng vào, thành ra là ra ở đây với lại mẹ con thì có thể còn dễ chịu hơn là kia. Tôi nghĩ thế này này, mình cũng dễ tính thêm một tí, mình phải nhìn thấy vấn đề rằng là mình là cái người đến sau, không tìm hiểu kỹ lấy ông ấy, để rồi mà rồi bà vợ cả và cái đám con nhà bà cả nó không xông ra, nó đánh cho mình một trận, nó không làm gì, cho đến bây giờ vẫn cứ gọi là tạm thời vui vẻ đúng không? Không xảy ra chiến Không, tranh gì, giành giật gì. nhưng em thì ăn ở nói chung và cũng biết trên biết dưới cho nên là cưới con ra gái của ông đấy là ngoài quê, ngoài anh em họ mạc, ở ngoài các con các cháu, cháu trai cháu gái, con dâu con Cũng rể là về hết. vào được 70 hộ cơ mà, được 40-50 triệu tiền mừng cơ mà, cho nên là Đấy. vào đông lắm Đấy. đấy, vẫn đi Thế đi lại lại nhưng mà ông có đánh mình không? không, chưa đánh một cái nào, Rồi chỉ có đấy. cáu thì quá Tóm thôi, lại còn thứ đánh nhất thì chưa là đánh, chưa bạo lực này. Ông có nát rượu lắm không? không không uống rượu, không Ôi bia, giời, lại không rượu bia. Có chơi lô đề không? không lô đề. Có gái Mỗi hú cái gì khó không? tính, chả vì cái gái gú thì em không theo dõi được thì không biết, nhưng mà chỉ cần mỗi khó tính với cái hay có tính tắt mắt đấy thôi. Này, thứ nhất là Khó tính quá thôi. tuổi cụ cụ già mà tuổi ngày một nó kỹ tính chứ không phải khó tính. Bắt đầu là tao cơm sao lại nấu khô thế này, nấu năn nát chứ không nấu thế này để mà tao ăn tao đau dạ dày tao chết à. Thế xong rồi nó bảo ăn miếng thịt mà thái ngang thớ, dai nhằng nhằng, ăn thế này thì rứt cả răng giả của tao ra à. Bản tính của những người lớn tuổi là rồi sẽ khó tính, kỹ tính, khó tính. Và chỉ sợ là người khác không quan tâm đến mình, cho nên là hay là mình làm mẩy. Rồi mình cũng sẽ thế mà, 10 15 năm nữa chị cũng già, chị 66, chị cũng lại lò già lò dò lấm ca lấm cẩm. Cho nên mình thứ nhất là mình phải nhớ rằng là ông ấy là chồng mình, thế và là bố của các con, thế và ăn ở với nhau bao nhiêu năm. Bây giờ thì người ta có phải đòi ăn vạ ăn vật. Tôi hỏi này, một người đàn ông phần đấy tuổi không đánh đập bao giờ, không cờ bạc rượu chè, không gái gú, chỉ kỹ tính với khó tính sống được. Tôi nghĩ rằng mình cũng dễ đi một tí. Thế còn Ôi, thì em chịu nhịn mấy tiền chục ấy năm rồi anh thì Minh bạn cất ạ. cho kỹ. 20 năm rồi nhịn nhiều rồi. Bây Thế giờ bọn ớt bệnh già đấy. là Ai cũng bảo là nhịn quá, bây giờ về sinh bệnh nè. không nói thế chả phải là bệnh rồi, đến lúc tuổi mình cũng 56 rồi, mọi sự rồi sức khỏe ai cứ khỏe mãi được đâu. 56 mà giọng còn sang sảng mà còn đi làm đi ăn đi đây đi đó được, cũng khuây khỏa. Có hay đi xa không, chẳng hạn đi Có, vào em trong thì các đi tỉnh đủ, trong làm cái việc đấy thì đi đủ, đi Nam về Bắc, đi đủ các nơi rồi. luôn. Thế thì bảo ông thế này, cứ hôm nào mà tôi đi ấy, thậm chí nhất là mùa lễ hội ấy nhờ, lên ông Hoàng Bảy mà làm trong tuần 2 tuần ở trên đấy thì thôi cứ về đây mà chơi với con với cháu, tôi vắng nhà. Còn hôm nào mà tôi mà không đi làm việc thánh mà tôi ở nhà thì đến đây, nhưng mà nhớ là đừng có khó tính để mà tôi nọ kia. Mình cũng nhắc ông một tí đúng không? Ôi, từ Thôi hôm mà chui con như thế thì chui con đi thuê nhà mà ở đến hôm nay là em vào em không bao giờ em chuyện trò khỏi em không thưa, đấy, hôm nay mình đành cũng em khó tránh rồi, tính phết đấy. nó nhìn nó ức quá rồi không chịu được nữa.
Ông ấy thì muốn thế này, nếu như vợ chồng cái cô con gái ấy mà thuê nhà chỗ khác ở thì ông ấy đương nhiên ông đến với con ông nó đàng hoàng, còn đây là vì có mặt bà cho nên đến bà cứ đuổi và cậy nhà bà, đúng không? Cho nên mà ông em thì chẳng rất đuổi. không đuổi, nhưng mà đấy cứ nhìn thấy lại vật ra dẫy dẫy ngất thì bộ ai dám đến. Thế thì ông thì thương con thương cháu, muốn gặp con gặp cháu thì ông ấy xui con đó, mà thôi thế thì bây giờ mẹ mày cứ không cho tao đến đây chơi thì tao nhớ con nhớ cháu thôi, hay là thuê nhà ở ngoài mà ở đi thì ông đến nó thoải mái. Đấy, người ta đã phải khổ đến như thế, muốn gặp con gặp cháu bây giờ cũng khó, thì thực ra là mình ông ấy khó rồi nhưng mà mình cũng hơi khó tính đấy. Thế mình mà nhất là mình làm cái việc của mình ấy thì lại càng phải độ lượng sống tử tế nhân đức, thì ngài các ngài lại thương lại cho ăn lộc dài dài, có phải tốt không nhá? Mình không ở đấy, nhà nhiều, bà già là suốt ngày quanh quẩn ở nhà nó đâm nó mụ người, mình ơn trời là đi đây đi đó vừa có tiền vừa có lộc mà lại cũng được dễ chịu sống thoáng thoáng thì một tí đi, quay đi quay lại rồi ai cũng già cả ấy mà nhá. Hãy nhớ rằng đấy, ông không phải là cái thằng mà điên gì ở ngoài đường, ông là ông chồng của mình rồi. Chị đã nghe rõ rồi chứ, xin chào chị nhé, chúc chị luôn luôn gặp nhiều điều may mắn.